down, and oh, my soul so weary. When troubles come, let my heart burden be, and I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. Đó là những con số kết quả cho những ngày nỗ lực không ngừng nghỉ của hai team chúng ta vừa qua. Nhưng đằng sau đó là những tinh thần chiến binh, nội lực được bộc phát, hy sinh rất nhiều của từng thành viên. Những chiếc banner sáng tạo không ngừng được tung lên khắp các mặt trận. Những chiếc xích đinh đoàn kết, dày đặc đến cười muốn xỉu. Hàng loạt các chia sẻ, các lớp học thử chất lượng được mở ra. Các buổi livestream, chia sẻ được chuẩn bị kỹ càng trong thời gian gấp rút. Vì khách mời đặc biệt, những ý tưởng sáng tạo bất ngờ hài hước. Chúng ta đều đang trao đi giá trị trong việc mình làm. Những buổi chốt sale thâu đêm suốt sáng cùng các học viên, người vừa đồng hành cùng team, vừa chăm sóc học viện, sắp xếp data, rối một mùi và lặng lẽ gói họa cụ gửi đến cho học viên không ngừng nghỉ, người vượt qua những rào cản chưa từng làm. Rất rất nhiều thứ nữa không thể kể hết. Chúng ta là những mảnh ghép tuyệt vời, có nhân viên mới cùng hội tụ về đây. Người mới người cũ, hiểu và chưa hiểu, nhưng chúng ta đã rất hạnh phúc khi nhận ra nhau, thân thiết và hạnh phúc hơn khi nỗ lực hết mình trong những ngày vừa qua cùng với các đồng đội thương yêu. Dù có bất cứ điều gì, chúng ta đã được học rất nhiều thứ quý giá trong hành trình mấy ngày ngắn ngủi vừa qua. Mỗi người chúng ta hãy biết ơn chính mình nhé. Cảm ơn nhà tốt thương yêu. Thank you, I love you. Trường làng tốt, mang tình yêu thương và sketch note đi muôn nơi.